Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin hôm nay. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã về dự sinh hoạt định kỳ tại chi bộ thôn Tân Trung, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên. Cùng dự có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đại viên đã thảo luận thống nhất thông qua nghị quyết tháng 2 như tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự dịp trước trong và sau Tết, thực hiện tốt công tác thăm tặng quà gia đình chính sách hộ nghèo và chúc thọ người cao tuổi nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Tân Trung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá, mặc dù đã vào thời điểm cận Tết, song công tác tổ chức sinh hoạt đảng tại chi bộ vẫn đảm bảo nghiêm túc. Các đảng viên có nhiều ý kiến phát biểu dân chủ sôi nổi trên tinh thần xây dựng. Tuy vậy, đồng chí cũng bày tỏ nhiều trăn trở khi Tân Trung là thôn nằm trong thành phố, nhưng đường làng ngõ xóm vẫn còn nhỏ, môi trường vẫn chưa thực sự trong sạch. Bình quân thu nhập đạt 69 triệu đồng một người vẫn chưa cao. Chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Tân Trung năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Được biết, chi bộ thôn Tân Trung, xã Phú Cường hiện có 19 đảng viên đang sinh hoạt. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh, rà soát thủ tục hành chính nội bộ. Cụ thể, các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần duy trì thường xuyên liên tục việc tiếp nhận những phản ánh kiến nghị về khó khăn vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định kinh doanh. Chỉ đạo các phòng chuyên môn được phân công chủ động rà soát các quyết định phân cấp đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền nhằm giảm tầng nấc khâu trung gian, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp. Nghiên cứu tham gia ý kiến đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ, tổ chức lấy ý kiến, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao để đạt mục tiêu đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2025, 100% thủ tục hành chính nội bộ của tỉnh được rà soát đơn giản hóa, đảm bảo tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kéo dài 7 ngày có nhiều nguy cơ làm gia tăng các ca bệnh phải cấp cứu điều trị. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch nhằm bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh kịp thời cho nhân dân trong dịp Tết. Theo đó, trong các ngày nghỉ Tết, ngoài công tác chuyên môn vẫn phải đảm bảo như ngày bình thường, các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố phân công lịch trực trong ban giám đốc và lãnh đạo các khoa phòng trực 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý mọi công việc, đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không để xảy ra việc từ chối bệnh nhân hoặc xử trí chậm trễ. Dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện trang thiết bị cần thiết, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, nâng cao cảnh giác các dịch bệnh, sẵn sàng chủ động đối phó khi có dịch bệnh xảy ra và hỗ trợ về chuyên môn tuyến dưới khi có yêu cầu. Đồng thời, trong thời gian này, các cơ sở y tế tăng cường công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn về người và tài sản tại đơn vị. Sở Công Thương vừa tiến hành tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tình hình kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại một số chợ và siêu thị trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra một số nội dung như nguồn hàng dự trữ, giá bán, sức mua của thị trường, nguồn gốc sản phẩm tại các chợ và siêu thị, gồm chợ gạo thành phố Hưng Yên, chợ bao bì thị xã Mỹ Hào, siêu thị Intermex và The City trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Việc kiểm tra tình hình kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết nhằm nắm bắt kế hoạch dự trữ cung ứng hàng hóa của các đơn vị cá nhân trên địa bàn tỉnh, góp phần cân đối cung cầu, bình ổn giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Thời điểm trước Tết Nguyên đán, trên mạng xã hội, nhiều người đang bán pháo hoa của Bộ Quốc phòng sản xuất. Tuy nhiên, theo quy định, người dân là cá nhân thì không được phép kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng, chỉ có tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh pháo hoa. Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 137 của Chính phủ, trong dịp Tết Nguyên đán, các thành phố trực thuộc Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút. Các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút. Còn với người dân, trong dịp này chỉ được sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất. Ngày 4 tháng 2, tức 25 tháng Chạp, tại tỉnh Bình Dương, hàng ngàn công nhân được về quê đón Tết trên những chuyến tàu mùa xuân.
Đại diện cho 1.450 công nhân lao động được về quê trên chuyến tàu Xuân Nghĩa Tình năm nay, phấn khởi có mặt từ rất sớm để đón nhận những tình cảm, sự động viên chúc Tết và trao quà từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Ngoài 1.400 vé tàu Tết miễn phí trao tặng công nhân, Tết năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương còn vận động tặng 20 vé máy bay, duy trì đưa đón 3.400 công nhân khó khăn các tỉnh miền Trung, miền Bắc về quê đón Tết trên những chuyến xe Xuân Nghĩa Tình. Để lựa chọn trao tặng đúng đối tượng, Liên đoàn Lao động tỉnh đã yêu cầu các cấp công đoàn rà soát lên danh sách, đặc biệt là những trường hợp đã lâu chưa được về đón Tết cùng gia đình. 3 ngày cao điểm cận Tết Nguyên đán 2024 vừa qua, sân bay Tân Sơn Nhất đã khai thác 1.103 lượt chuyến bay cất cánh. Tuy nhiên, do thời tiết xấu ở khu vực phía Bắc khiến 659 chuyến bay bị chậm giờ khi xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất. Hãng Vietjet Air đứng đầu về tỷ lệ chậm giờ với 207 trên 344 chuyến, chiếm hơn 74%. Vietnam Airlines cũng có 209 trên 352 chuyến chậm giờ, chiếm hơn 59%. Đây là hai hãng có tỷ lệ khai thác lớn nhất. Tình hình thời tiết xấu gây tác động lớn đến hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất, đầu mối hàng không lớn nhất nước khi đang bước vào giai đoạn cao điểm. Ngày 4 tháng 2, tức ngày 25 tháng Chạp, tại ngôi làng cổ Đông Sơn, một trong 10 ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam tại phường Hàm Rồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức chương trình Tết xưa làng cổ Xuân Giáp Thìn 2024 với nhiều hoạt động đặc sắc. Đây là năm thứ hai, thành phố Thanh Hóa tổ chức chương trình Tết xưa làng cổ để giới thiệu bán sản phẩm tại chợ quê, thực hiện hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi, trò diễn dân gian ẩm thực, mua sắm tại làng cổ Đông Sơn, tham quan chụp ảnh check-in tại các điểm di tích lịch sử, các ngõ trong làng cổ, kết nối với nhiều khu điểm du lịch. Làng cổ Đông Sơn có tuổi đời hàng ngàn năm lịch sử, gắn với di tích khảo cổ học, nơi phát hiện nền văn hóa văn minh Đông Sơn nổi tiếng khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Dù nằm ở trung tâm thành phố, nhưng làng cổ Đông Sơn vẫn giữ trọn nét đẹp bình dị thuần nông. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 4 tháng 2, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell cảnh báo việc cắt giảm tài trợ cho cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc có nguy cơ đẩy hàng trăm nghìn người vào tình cảnh nguy hiểm. Trong một bài viết, ông Joseph Borrell cho rằng việc cắt giảm tài trợ cho cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc là không phù hợp và sẽ đẩy cuộc sống của hàng trăm nghìn người Palestine không chỉ tại giải Gaza vào tình cảnh nguy hiểm. Ông nhấn mạnh, Ủy ban châu EC hay những nền kinh tế lớn nhất châu Âu như Pháp, Đức đều không có kế hoạch ngừng đóng góp cho cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc. Trước đó, một số nước như Anh, Mỹ và Italy đã tạm dừng viện trợ cho cơ quan này. Động thái diễn ra sau khi xuất hiện cáo buộc một số nhân viên của tổ chức này có liên quan tới cuộc tấn công vào miền nam Israel trong thời gian qua. Hôm 4 tháng 2, gần 130 cặp đôi Ấn Độ đã trao nhau lời thề ước và cùng nên duyên vợ chồng trong một đám cưới tập thể được tổ chức ở bang Gujarat, miền Tây nước này. Sự kiện đáng nhớ diễn ra tại Ahmedabad, một tổ chức phi lợi nhuận đã giúp 129 cặp vợ chồng được tổ chức hôn lễ theo truyền thống của người Hồi giáo mà không cần những thứ bắt buộc cho hôn nhân như của Hồi môn. Các cặp đôi mới cưới cũng được tặng quà là những món đồ thiết yếu cho cuộc sống như đồ nội thất và đồ gia dụng. Đám cưới tập thể ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là đối với tầng lớp có thu nhập thấp trong xã hội Ấn Độ, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính với gia đình cô dâu. Nhiều nơi ở Ấn Độ, nhà gái sẽ phải chịu chi phí đám cưới và phải có của hồi môn cho nhà trai. Những ngày này, thủ đô Copenhagen của Đan Mạch như bừng sáng trong màn đêm đông nhờ lễ hội ánh sáng đang diễn ra tại đây. Lễ hội này thu hút nhiều nghệ sĩ từ Đan Mạch cũng như trên toàn thế giới. Đây là lần thứ 7 lễ hội ánh sáng được tổ chức ở thủ đô của Đan Mạch. Với sự kiện này, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật, các bức tượng được các tia sáng lung linh nhiều màu sắc chiếu vào, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Một điểm độc đáo của lễ hội đó là lễ hội này có nhiều chủ đề và du khách có thể đi bộ, đạp xe để khám phá không gian nghệ thuật của lễ hội. Lễ hội ánh sáng tại Copenhagen diễn ra từ ngày 2 tháng 2 và sẽ kéo dài đến ngày 25 tháng 2. Trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, vừa qua, tại khu vườn dự viên nổi tiếng ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã diễn ra lễ hội đèn lồng hình rồng vô cùng rực rỡ và đặc sắc. Sự kiện đã thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách để tôn ngắm những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu, được làm vô cùng công phu. Năm nay chủ đề của lễ hội đèn lồng tại khu vườn truyền thống chính là năm con rồng. Cháu nghĩ rằng
Con rồng là biểu tượng của sự mạnh mẽ, tích cực và mang hy vọng đến cho mọi người. Cháu hy vọng trong năm nay sẽ đạt thành tích tốt hơn trong học tập. Khi đến đây, tôi rất vui. Còn có đông người hơn cả so với ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Nơi đây tràn ngập không khí đón năm mới. Dự kiến lễ hội đèn lồng tại Dự Viên sẽ kéo dài đến hết ngày 29 tháng 2. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.